Đấu La Đại Lục phần 2 tập 853, Thần Giới Kêu Gọi, Tuyệt Thế Đường Môn. Nhưng mênh mông bàn bạc sinh mệnh lực lại có thể không ngừng ân cần chăm sóc thân thể của ta. Ta hoàn toàn khẳng định rằng suy đoán của mình, Đế Thiên có thể sống lâu như vậy, hơn nữa một lần lại là một lần phá tan bình cảnh, nhất định là bởi vì tại đây sinh mệnh chi thủy trong thâm trí và bố trí. Chỉ là hắn thật sự quá cường đại, mới không có mặt các khổng thú có thể đến nơi đây. Ta suy đoán rằng sinh mệnh chi thủy trong đó đã là có bàn bạc sinh mệnh lực, như vậy nhất định là có ngọn nguồn đấy. Sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, nói không chừng chính là bảo bối làm ra. Vì vậy em ta liền tìm, rốt cuộc để cho ta tại sinh mệnh chi thủy nơi trọng yếu, đã tìm được một cái con suối, là cả sinh mệnh chi hồ nơi phát ra mà rồi. Tại nơi này, con suối này chung quanh ngưng tụ một vòng màu xanh biếc kim loại. Màu xanh lá kim loại rất kỳ lạ, bên trên ẩn chứa thần túy nhất là sinh mệnh lực. Khi mà đó ta biết ngay ta đã tìm đúng, chỉ là trong chỗ này, mặc dù trong suối này ta không cách nào mang đi, nhưng kim loại ta có thể thấy. Chúng ta hoàng kim đại mã, mặc dù sức chiến đấu không quá là cao đi, nhưng kẹp lực lại ở cơ hồ là đồng hồn thú giới nhân vật là mạnh nhất trong đó. Vì vậy, ta hung hăng cắn một cái ở trong một khối kim loại, cơ hồ đem con suối tiếp cận 1/5 bích lục kim quang lúc này cắn nuốt xuống dưới. Thế nhưng Đế Thiên thật sự là quá cường đại, bên này kim loại đã là bị phá hư, hắn vậy mà lập tức cảm giác được, uy áp kinh khủng lập tức thả xuống. Khi đó ta thật sự rất là sợ hãi, ta cảm nhận được Đế Thiên mãnh liệt phẫn nộ, ta thực sự sợ hắn liều mĩnh là giết ta. Vì vậy ta dốc sức liều mạng hướng đáy hồ chui vào, trực tiếp chui vào trong nước bùn bên trong, sau đó một bậc hướng phía dưới chui vào. Hơn nữa thì toàn lực che đậy khí tức của mình, không cho hắn phát hiện. Nhưng ta rất là nhanh biết rõ, làm như vậy chỉ là phí công, bởi vì ta cắn nuốt xuống khối kim loại kia, ẩn chứa sinh mệnh lực thật sự là quá to lớn rồi. Ta có thể che đậy khí tức của mình, nhưng không cách nào che đậy được khí tức của nó che đậy. Bởi như vậy, ta nhất định là sẽ bị bại lộ. Kết quả là ta vừa ngoan tâm, lúc ấy đang nghĩ rằng dù sao cái này cũng là đồ tốt, vì vậy sẽ đem nó lút vào trong bụng. Cái gì? Vũ Hạo lúc này kinh hồ một tiếng. Người đã ăn sinh linh chi kim sao? Có trách rằng người trên người sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, cũng không thuộc về người rồi. Nghe hoàng kim đại mạo hình dung, Vũ Hạo ẩn ẩn được đoán được tình huống. Sinh mệnh chi thủy hắn cũng đi qua, chỗ đó lồng lặc sinh mệnh lực. Lúc ấy hắn cũng cảm giác được sinh linh chi kim tựa hồ là có quan hệ, chỉ có điều hắn không thể xác định mà thôi. Hắn cũng không nghĩ rằng hoàng kim đại mạo có lá gan này dám cam đảm đến nơi này, ở nơi ở của thần thú tìm bảo bối. Hoàng kim đại mạo chẳng những thành công, rõ ràng còn đem sinh linh chi kim ăn theo. Theo hắn, tình huống hiện tại có thể nhìn ra, chính là ăn sinh linh chi kim hiện nay đối với nó không có sinh ra chỗ tốt gì cả. Nguyên lai kim loại bị nhân loại các người xưng là sinh linh chi kim, liên là cái đồ vật này, thế nhưng mà thảm hại ta rồi. Hoàng kim đại mạo hậm hực nói, lúc mà ta cắn nút sinh linh chi kim về sau, quả nhiên che giấu sinh mệnh lực của nó. Ta cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực khổng lồ kia thấm vào thân thể của ta. Thần thú Đế Thiên sau khi trở về cuối cùng cũng không thể phát hiện ra ta. Ta đặc biệt lặng lẽ trốn khỏi phạm vi khống chế của hắn. Thế nhưng mà chờ ta trở ở nơi đó, sau đó lại là bắt đầu cảm thấy không đúng. Kim loại vừa một lúc mới bắt đầu, đúng là đang hướng phía xa bên ngoài phóng thích ra sinh mệnh lực thấm vào thân thể của ta. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, nó tựa hồ là quen thuộc thân thể của ta, mà bắt đầu ngược lại hấp thu sức sống của ta rồi. Chúng ta hoàng kim đại mạo nhất tộc sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, hơn nữa ta lúc này đã nằm cấp bậc chính tồn tại, sinh mệnh lực tự nhiên cường thịnh vô cùng, nhưng mà thứ đồ chơi này hoàn toàn không giảng đạo lý, tựa như vậy mỗi ngày cùng kéo dài hấp thu tính mạng của ta. Ta nghĩ đem nó từ trong thân thể của mình làm sao bỏ đi, có thể nó giống như là sinh tử ở trong cơ thể của ta, tùy ý ta làm sao cũng không có biện pháp khiến cho nó đi ra bên ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó mỗi ngày hấp thu tính mạng lực của ta, cho đến ta sinh mệnh lực đến nay là gần khô kiệt rồi. Ta hiện giờ ở nơi này dĩ nhiên không dám hướng những hồn thú khác cầu viện. Nếu không nghe lời, một khi mà bị Đế Thiên biết, hắn tuyệt sẽ là không bỏ qua cho ta. Cho nên chỉ có thể là tiện nghi các người loài người thôi. Ít nhất thì như vậy, ta còn có cơ hội lấy ra một loại địa thế khác còn sống lâu mấy năm. Cho nên nói thật, ta không hề tham lam hại người đó. Nghe hoàng kim đại mạo uất đức kêu to, mọi người lúc này trong lòng cảm thụ không có, nhưng nhiều nhất cũng là có cảm giác. Đúng vậy, tham lam hại người, sinh linh chi kim cố nhiên là thứ tốt, nhưng mà bị hoàng kim đại mạo lút vào trong bụng, đưa đến hắn 10 vạn năm sinh mệnh lực từ từ là bị hấp thu, do đó đi về phía diệt vong. Đây là máu chảy đầm đìa dạy dỗ đó.
Hoàng Kim Đại Mạo lúc này nói từ chỗ này, hắn và Từ Tâm Thạch ở giữa xung hợp vào cùng đã là đến gần hoàn thành, nhưng thân thể của nó không có biến mất. Thân thể khổng lồ từ huyền phù đến giữa không trung bắt đầu thu nhỏ trở lại. Trong quá trình thu nhỏ, Hoàng Kim Đại Mạo kia quy sắp màu vàng ngược lại trở lên càng phát ra minh sáng, giống như là dùng vàng dòng chế tạo ra một loại vây, tia sáng bắn ra bốn phía, mà lúc trước sinh mệnh lực khổng lồ kia buông thả cũng tựa hồ là đi tới cuối cùng, phần lớn cũng là bị sinh linh thủ vọng chi nhận sở thôn phệ. Hoàng Kim Đại Mạo thân thể thu nhỏ lại chỉ là có đường kính một thước, nó đột nhiên siêu một tiếng hạ xuống, bay đến trước mặt của Từ Tam Thạch, sau đó trực tiếp khắp ở sau lưng của Từ Tam Thạch hiện lên huyền vũ thuẫn thượng. Nhất thời, tâm chắn cùng với quy giáp trong nháy mắt trùng hợp, Từ Tam Thạch thân thể chấn động mạnh, ngay sau đó một vòng màu đỏ hồn hoàn ở trong nháy mắt, hắn từ dưới chân bay lên. Đúng vậy, đây chính là hắn đệ thất hồn hoàn, 10 vạn năm cấp bậc. Huyền vũ thuẫn ở sau lưng của hắn xoay tròn, phía trên quy giáp dần dần đội lên từng đạo góc tuyến, cùng với Hoàng Kim Đại Mạo lúc trước ở trên lưng giống nhau nhớ đúc. Cái kia chính là xà bị nhuộm đẫm vào thành màu vàng, cả huyền vũ thuẫn cũng là bịt kín một tầng màu vàng lợt quang thái. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn cũng có thể rõ ràng cảm giác được mặt này ở trên tấm chắn, ẩn chứa hơi thở dày đặc, cái loại này không tồi cảm giác tựa hồ thật sự là có mùi vị cổ vĩnh hằng trí ngữ. Từ Tâm Thành vui mừng quá đỗi, tay phải khẽ vẫy huyền vũ thuẫn đã đến trong lòng bàn tay của hắn. Trong phút chốc cả người hắn trên người cũng là bịt kín một tầng màu vàng lợt quang thái. Trên người đệ thất hồn hoàn hồng sắc quang mang không ngừng bắt đầu khởi động. Cũng không chỉ là 10 vạn năm hồn hoàn, càng 10 vạn năm hồn linh nữa. Trường Vũ Hạo ở bên ngoài, hắn vẫn là thứ nhất có 10 vạn năm hồn linh đầu tiên. Hoàng Kim Đại Mạo mang cho hắn cũng không chỉ là hai cái hồn kỹ, mà là toàn diện tăng phúc. Hắn huyền vũ thuẫn đã chân chính tiến hóa thành huyền vũ. Hơn nữa còn nhiều Hoàng Kim Đại Mạo hơi thở, nói cho đúng hẳn chính là Hoàng Kim huyền vũ. Đồng thời thì Hoàng Kim Đại Mạo mang cho hắn sinh mệnh lực, coi như là một chỉ tu luyện đến phong ảo đấu la cũng không có bất cứ vấn đề gì. Toàn thân tăng lên xác định rằng hắn tương lai đánh sâu vào siêu cấp đấu la chính là kiên cố nhất rồi. Hơn nữa, Từ Tâm Thành lúc này tay cầm Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lực lượng phòng ngự bạo tăng. Cái loại này tâm chắn sau hết thảy cũng là cùng lò cảm thụ, là hắn trước kia tuyệt đối chưa từng có. Cho dù là không thúc giục được hồn lực Hoàng Kim này, cô Huyền Vũ Thuẫn cũng cực kỳ là kinh người, cũng là có lực phòng ngự to lớn. Còn có cái gì so sánh với đây càng tuyệt đẹp đây? Chuyện tình này, Từ Tâm Thạch hưng phấn khua tay múa chân. Đang lúc ấy thì đột nhiên bích quang chật lóe, một khối kim khí từ Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn thượng chia lìa ra bên ngoài, rơi trên mặt đất phát xạ đỉnh đường thanh âm thanh. Đồng kim khí nhìn qua lớn đến không tính được, hình sáng cũng bất quy tắc. Phía trên tựa hồ là còn có số vết xăng nữa. Hoàng Kim Đại Mạo thành ngầm vàng lên, nhưng tràn đầy cảm thán rồi nói, cuối cùng là cũng già đi rồi, cái này khốn nhỡ ta mấy ngàn năm kinh khủng thật. Các ngươi ai muốn nhanh lên thu lại đi, ngàn vạn không lên cho Phỉ Thúy Thiên Nga thấy, nếu không thú thần sợ rằng tìm các người phiền toái đó. Từ Tâm Thạch cũng không có đi cầm, mà là nhìn về phía cổ Vũ Hạo rồi nói, tiểu sư đệ, mau. Vũ Hạo lúc này sừng sốt một chút, Tam sư huynh, sinh linh chi kim là bảo vật vô giá, nó hẳn là của người. Từ Tam Thạch cười hà hà một tiếng rồi nói, thôi đi, đồ trên này đối với ta không dùng, hơn nữa Đại Mạo huynh đối với nó thật sự là chán ghét vô cùng, ta cũng chỉ có người biết làm sao tới đợi dụng nó mà thôi, người trong thù sò này hãy nói. Vũ Hạo cũng không phải là tính cách ướt át bẩn thỉu, gật đầu rồi nói, được rồi, ta đây trước hết là thù coi như là chúng ta cũng là đường môn đồ vật đi. Không trung sinh linh thủ vọng chỉ nhận xuống phía dưới trầm xuống, thật chặt là dán hợp ở đây đồng sinh linh chi kim thường, nhất thời một màn kỳ dị xuất hiện. Từng đạo bích quang từ sinh linh thủ vọng chỉ nhận thượng phát tán ra, khi mà đồng sinh linh chi kim thế nhưng giống như là bị nó thôn phệ vậy, dần dần hòa tan dung nhập vào sinh linh thủ vọng chỉ nhận, biến nó thành một phần nào đó của sinh linh thủ vọng chỉ nhận. Vốn là sinh linh thủ vọng chỉ nhận chỉ là một chuỗi khắc đào lớn nhỏ, kèm theo đồng kim khí dung nhập vào, nhưng mà từ từ biến thành một thành đào gắm. Một màn này ngay cả Vũ Hạo cũng là trợn thấy há hốc mồm. Sinh linh thủ vọng chỉ nhận làm sao đem sinh linh kim thuần phải được đấy? Hắn mới vừa nói sau này là của đường môn rồi, nhưng mà đồ vật này bây giờ lại. Vũ Hạo không biết rằng sinh linh thủ vọng chỉ nhận bị hắn ân cần săn sóc thời gian dài như vậy. Khi mà hắn cường đại tinh thần lực cùng với vương thù nhì xung hợp, vận mệnh lực dưới tác dụng đã dần dần biến thành bổn mạng của hắn thần binh rồi. Tự nhiên muốn so với bình thường sinh linh kim mạnh hơn rất là nhiều. Khi mà sinh linh kim mặc dù thuần phệ của Hoàng Kim Đại Mạo sinh mệnh lực,
Bản thân rất mạnh nhưng mới vừa rồi dưới tác dụng khế ước, sinh mệnh lực cực kỳ phóng thích ra quá nhiều, lại bị sinh linh thủ vọng chi nhận hấp thu. Giờ này các này chính là suy yếu nhất, dĩ nhiên là bị sinh linh thủ vọng chi nhận ngang nhiên thuần phá. Vũ Hạo không biết là sinh linh thủ vọng chi nhận khi mà hắn ân cần săn sóc trong quá trình đã nhiều hơn một phần tinh tính. Mặc dù còn không thể nói là trí khôn, nhưng ở thuần phệ trong quá trình tăng cường tự thân nó đã là tuyệt đối có thể làm được. Ý niệm vừa động, sinh linh thủ vọng chi nhận đã bay trở lại trước mặt của Vũ Hạo. Bích lục dao găm dài chừng 7 tấc, càng giống như là một ngọn phi đao, vốn là hình thái so sánh với nó nhìn qua dày cộp lặng lẽ một chút. Trong sáng lưỡi dao tiền thúy ướt át, lồng đậm sinh mệnh khí tức quân quân không dứt tặng lại trên người của Vũ Hạo. Vũ Hạo rất là may mắn bản thân ban đầu không thể nào ăn hết một thanh khắc đao, càng thêm may mắn là bản thân có tử linh thánh pháp thần vong linh thiên tài, y lại các từ rất tốt như vậy làm lão sư. Hắn trên thực tế cũng là dùng hợp vào sinh linh chi kim, chẳng qua là cùng với hoàng kim đại mạo bất đồng. Hoàng kim đại mạo là trực tiếp nuốt ăn, mà hắn là dùng tinh thần lực của mình hoàn toàn cùng với sinh linh kim dùng hợp vào, lấy tinh thần dùng hợp ân cần săn sóc sinh linh trí kim, sau đó chiến đường từ chính nó tặng lại. Thuần phệ, hàm đồng sinh linh kim cũng cùng nhau, trong đó sinh mệnh lực khổng lồ. Vũ Hạo mơ hồ là thấy được sinh linh thủ vọng chi nhận, tựa hồ có một chút mảnh khảnh mạch lạc xuất hiện. Những thứ này mạch lạc giống như là người mạch máu vậy. Bên trong còn có đồ vật gì đó chảy xuôi theo. Ở sinh linh trí kim, chảy xuôi chỉ có thể là sinh mệnh lực, nhưng đó là trạng thái dịch sinh mệnh lực mà thôi. Lúc này sinh linh thủ vọng chi nhận thậm chí đã là có điểm sống một sinh mạng thể. Chỗ sâu tay phải, cương vào ngón trỏ cũng là ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lại sinh linh thủ vọng chi nhận. Nhất thời tất cả mọi người thấy rằng một tầng màu xanh biếc quang mang trong nháy mắt từ sinh linh thủ vọng chi nhận thượng tặng lại trên người của Vũ Hạo. Bích quang lóe lên chung quanh của Vũ Hạo, lúc này cả người tựa hồ cũng tiến vào trong một loại trạng thái thăng hoa. Ý niệm vừa động, sinh linh thủ vọng chi nhận đã hóa thành một đạo bích quang.